Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, các đơn vị kinh doanh, nhà phân phối lớn trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng hóa dự trữ thiết yếu phục vụ thị trường Tết Quý Mão 2023. Qua khảo sát tình hình, Sở Công Thương Long An nhận định hàng hóa Tết năm nay tăng khoảng 9% so với năm trước, tổng giá trị dự trữ khoảng 610 tỷ đồng. Năm nay, kế hoạch hàng hóa Tết của công ty trách nhiệm hữu hạn Sang Hà tăng từ 20 đến 30% so với ngày thường, còn sản lượng thì phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng để cân đối. Trong số 19 cửa hàng Sang Hà tại Long An, cửa hàng Bến Lức có doanh số cao nhất, kế đến là Cần Giuộc. Tết Nguyên Đán này thì công ty Sang Hà cũng đã chuẩn bị nguồn hàng rất dồi dào, nhất là về cái gia cầm, thịt heo và các sản phẩm khác thì đã có cái sự chuẩn bị để với những cái số lượng đáp ứng cho người tiêu dùng trên địa bàn để cùng chung vui trong cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Còn tại siêu thị Co-op Tân An, dự báo sức mua sẽ tăng từ 5 đến 10% so với cùng kỳ, nên lượng dự trữ của siêu thị cũng tăng tương ứng, đặc biệt là đối với chính nhóm hàng mặt hàng thiết yếu. Hiện tại, sức mua đang tăng hơn ngày thường 30%. Dự kiến từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1 năm 2023, sức mua sẽ tăng đột biến do năm nay Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán rất gần nhau. Cái nguồn hàng dự trữ đã được kéo về kho của siêu thị rồi và theo cái lượng đã được dự báo là tăng 10%, thì đơn vị chỉ có linh hoạt giữa tăng nhóm này và giảm nhóm kia. Và cái nhóm rượu bia thì đánh giá là sức mua năm nay có thể giảm hơn so với mỗi năm. Tuy nhiên thì giảm cái ngành hàng bia thì ngành hàng nước ngọt hoặc là những cái ngành hàng thiết yếu sẽ tăng. Thì trong cái tổng cân đối thì nó vẫn đảm bảo cái lượng hàng dự trữ tăng so với kỳ vọng của đơn vị đặt ra. Theo chỉ thị của Bộ Công Thương, Sở Công Thương tỉnh triển khai đến các doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã để có kế hoạch tăng cường phục vụ mùa Tết và các doanh nghiệp thương mại, phân phối lớn thực hiện công tác tạm trữ hàng hóa, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường. Với cái sự chuẩn bị và cái lượng hàng hóa mà dự trữ phục vụ cho Tết thì đảm bảo là cái nhu cầu và đặc biệt là coi như là chất lượng và mẫu mã hàng hóa thì rất là phong phú đa dạng và được nâng cao hơn. Đặc biệt là có nhiều cái sản phẩm là đặc sản tiêu biểu, những sản phẩm ô cốp của địa phương. Còn qua đánh giá cái tình hình dự báo cái tình hình mà tiêu dùng những tháng cuối năm dịp Tết đó, thì Sở Công Thương thấy là cái tình hình thì cái sức mua có thể là khả năng là nó không có tăng nhiều như là mỗi năm. Do là những cái tháng cuối năm, năm 2022 thì doanh nghiệp sản xuất thì gặp khó khăn, do đó là cái việc mà giải quyết lương thưởng cho người lao động cũng ảnh hưởng dẫn đến là cái thu nhập của người dân thì có những bị ảnh hưởng. Ngoài việc chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng về số lượng, chất lượng và giá cả, Sở Công Thương còn chủ động phối hợp các địa phương đơn vị theo dõi sát thị trường để có phương án điều tiết, cung ứng kịp thời, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.